Và năm nay được bao nhiêu tuổi mà nên con vợ của tôi nó dùng dằn không chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa cho làng sớm thứ vàng tới bà núi anh buồn thế là buồn từ cửa nhà anh qua chạm hỏi thấy mẹ đầu em cùng tôi dằn trong giờ xa dường như anh ấy
Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui quên.